Kính thưa quý vị, tin từ New York, nữ ca sĩ quái chiêu Lady Gaga đã có 2 ngày ra mắt dòng nước hoa Fame thật đặc biệt với đủ chiêu trò quái đản. Theo Reuters, Lady Gaga đã trình làng sản phẩm nước hoa đầu tay của mình bằng những cách hết sức đặc biệt trong sự kiện kéo dài 2 ngày. Nữ ca sĩ quái dị này đã tổ chức một buổi tiệc tại bảo tàng Guggenheim tại New York với sự tham gia của rất nhiều fan hâm mộ và các nghệ sĩ nổi tiếng như Paris Hilton, Michael Strahan, Jason Wu, Lindsay Lohan và Marc Jacobs. Trong buổi tiệc, Lady Gaga nằm ngủ trong một chai nước hoa khổng lồ để người hâm mộ có thể đến gần và quan sát hay chạm vào người cô qua một khe hở nhỏ. Sau đó cô thức dậy và chiêu đãi mọi người bằng một màn xăm lên đầu ngay trên sân khấu. Nhiều người hâm mộ đã sửng sốt vô cùng khi chứng kiến toàn bộ quá trình Lady Gaga chịu đau để xăm hình lên ngay sau đầu của mình. Vào buổi sáng, nữ ca sĩ này cũng đã gây bất ngờ khi xuất hiện trên đường phố New York trong một chiếc xe ngựa với bộ trang phục mô phỏng dáng lọ nước hoa mới của mình. Lady Gaga cho biết cô muốn mình là hiện thân của sản phẩm nước hoa mới. Tất cả từ trang phục cho đến những màn trình diễn kỳ lạ khó hiểu của cô đều là để minh họa cho quá trình hình thành lọ nước hoa đen. Hiện tại, nước hoa Fame của Lady Gaga đang bán rất chạy.